Rồi thầy quay ngược trở lại một chút cái câu số 2 á, chúng ta chuẩn hóa một cái chuỗi. Thì đây là một cái thao tác tương đối đặc biệt, có nghĩa là chúng ta muốn làm được cái chuyện đó thì chúng ta phải xóa bỏ tất cả các cái khoảng trắng thừa. Như vậy như thế nào là khoảng trắng thừa các em? Khoảng trắng thừa là những khoảng trắng nằm ở đầu chuỗi nè, đúng không, nằm ở cuối chuỗi nè, và những khoảng trắng liên tiếp Như vậy bây giờ thầy cho một cái chuỗi đầu vào, thầy sẽ xóa bỏ hết tất cả những cái khoảng trắng thừa để chúng ta có một cái chuỗi mà nó được gọi là chuỗi chuẩn. Thì như vậy chúng ta phải xử lý 3 bước. Như vậy thì ở đây thầy chia nó ra thành 3 bước. Chúng ta ghi bước 1 là xóa khoảng trắng đầu. Rồi bước 2 là thầy xóa ký tự trắng ở cuối. Và bước 3 là xóa ký tự trắng thừa ở giữa, giữa các từ. Thì bây giờ cái tự trắng đầu làm sao chúng ta xóa ra, và mỗi lần như vậy mình xóa bao nhiêu là vừa, vì có thể là nó có rất nhiều cái khoảng trắng đầu. Và khi nhận định là khi mình xóa một cái tự trong chuỗi thì nó giống phần nào, nó giống như là xóa một cái phần tử trong mảng, tức là chúng ta phải dồn lên, đúng không, chúng ta phải dồn lên. Như vậy ở đây thầy chỉ mỗi lần thầy xóa một ký tự thôi, và thầy luôn luôn xóa ký tự ở vị trí số 0. Và khi thầy xóa ký tự ở vị trí số 0 là ký tự đầu chuỗi rồi, thì cái ký tự ở đằng sau nó sẽ tự động dồn lên. Và nếu mà thầy dồn lên mà nó vẫn là khoảng trắng nữa thì sao, xóa tiếp. Như vậy cái việc xóa đó chúng ta không biết là mình mới xóa một lần, nhiều lần, hay là không xóa lần nào. Như vậy mình sẽ dùng cái cấu trúc điều khiển gì để làm các em? Vòng lặp hoài, đúng không? Rồi như vậy thì sẽ làm một cái thao tác nha. Hoài S thứ 0 bằng khoảng trắng. Chừng nào mà ký tự đầu chuỗi của thầy còn là khoảng trắng thì thầy sẽ thực hiện cái việc là xóa nó đi. Thì cái việc xóa nó đi đó, thay vì chúng ta dồn nó lên, thì ở đây thầy giới thiệu cho các em thêm một cái hàm, một cái lệnh nữa. Nó cũng gần gần giống với hai cái lệnh mình đã học là mem copy với lại string copy. Cái lệnh này nó tên là mem move. Thầy dời lên. Thầy dời cái chuỗi của thầy á, là cái chuỗi cái vị trí đích là S. Cái chuỗi thầy dời là bắt đầu tại sau S một chút, tức là S cộng 1 tức là từ ký tự thứ nhì. S đó là cái chuỗi của thầy, thì S cộng 1 là ký tự, cái chuỗi bắt đầu từ ký tự thứ nhì, tức là nó loại ký tự thứ nhất lên. Và cái số lượng thầy dời ở đây là str len của S trừ đi 1. Thì cái lệnh mem move này nó có đặc biệt là nó đặc biệt hơn cái lệnh mem copy. Mem copy bữa trước là mình dùng cho mảng. Đặc biệt ở cái chỗ là khi mà chúng ta xử lý hai cái vùng mà sao chép mà nó có sự chồng lấp á, tức là nó có phần chung á, thì dùng mem move nó mới đúng, còn dùng mem copy không được. Mem copy là hai cái vùng nguồn và đích nó phải tách rời nhau hoàn toàn, không có dính chung với nhau. Còn ở đây là mình dời cái phần đằng sau lên đằng trước một chút, do đó là giữa cái nguồn và cái đích nó có cái phần chồng lấp. Do đó là giới thiệu các em một cái lệnh, cái hàm đó là mem copy. Chút nữa mình chạy thử mình sẽ thấy ha. Ở đây ý nghĩa là thầy dồn hết tất cả những ký tự từ vị trí thứ 1 đè lên ngay vị trí số 0, có nghĩa là dời cái phần đằng sau lên trước một chút, và như vậy nó sẽ lắp hết, lắp mất cái ký tự đầu chuỗi đi, lắp mất ký tự ở vị trí số 0. Còn nếu không thì cái chỗ đó các em dùng vòng lặp for để các em dời từng ký tự lên, giống như chúng ta dời mảng cũng được nha. Như vậy ở đây thầy đã làm cái chuyện là dời toàn bộ những cái ký tự từ vị trí số 1 ở trong chuỗi lên vị trí số 0. Đương nhiên là mỗi ký tự như vậy nó sẽ dời lên trước một vị trí.
vậy thì bê nguyên cái chuỗi đó, thì dời xích nó lên thì mỗi vị trí nó sẽ xích lên một chút. Rồi chút nữa mình test ha. Bây giờ đương nhiên là để làm xong các cái bước này thì chúng ta có thể test được, nếu như mà các em ở dưới này các em xuất cái chuỗi kết quả, mình sẽ test từng bước nha, kiểm tra từng bước. Đây thầy sẽ out ra cái chuỗi sau khi thầy đã chuẩn hóa nha. Thì ở đây thầy nhắc lại là thầy mới vừa làm xong cái bước số 1 thôi. Bây giờ thầy muốn kiểm tra lại coi thầy đã xóa được hết tất cả những khoảng trắng ở đầu chuỗi hay chưa. Thì chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Bây giờ thầy nhập một cái chuỗi có 4-5 khoảng trắng đầu. Thì sau khi mà nó đổi thành chữ hoa, nó đếm này nọ kia vân vân, thì các em thấy là cái chuỗi Nguyễn Văn của thầy ở chỗ này nè, nó đã nằm sát ra đầu rồi đúng không? Nó nằm sát ra ngay cái gạch này rồi, có nghĩa là toàn bộ tất cả những khoảng trắng trước chữ N này đã bị biến mất rồi. À, còn đằng sau á nó có ngắn lại không các em? Nó dài ra thêm, như vậy là chúng ta thấy là mình dời thiếu đi một chút rồi. Đúng ra cái dấu gạch này nó phải nằm thụt vô á thì lúc đó nó mới đúng. Cái dấu gạch mà nó nằm thẳng như vậy là chưa đúng. Như vậy thì thầy đã dời thiếu hết một chút ngay cái chỗ này. Cái số ký tự mà thầy dời đi á là như thế này. Và thầy chú thích vào đây là thầy dời luôn cả ký tự kết thúc chuỗi nữa. Phải dời luôn cái tự kết thúc chuỗi nữa để cái chuỗi của thầy nó ngắn lại thì nó mới đúng, chứ còn thầy xóa đi mà cái chuỗi nó không ngắn lại là chưa được. Rồi bây giờ thầy kiểm tra lại nha. Đó, cái chuỗi ban đầu của thầy nó có 3 khoảng trắng đầu gì đấy. Sau khi mà thầy xóa đi á, cái dấu gạch nó thụt qua đây, có nghĩa là nó ngắn bớt đi. Đằng sau lúc đầu nó có 3 khoảng trắng gì đó, cuối cùng giờ nó cũng còn 3 khoảng trắng thôi thì ok. Có nghĩa là thầy đã xóa được hết tất cả những khoảng trắng ở đầu của cái chuỗi đó rồi. Thầy nhắc lại ha, hồi nãy á, là thầy dời nó bị thiếu mất một ký tự. Có nghĩa là thầy không có dời cái ký tự kết thúc chuỗi đi. Thật ra cái chuỗi của thầy nó vẫn kết thúc ở vị trí cũ. À, điều đó dẫn tới là một loạt những cái tự cuối nó sẽ bị lặp lại. Được không? Nếu mà các em nhập một cái chuỗi mà nó không phải là khoảng trắng cuối thì mình sẽ thấy cái tự cuối nó được lặp lại. Thì ở đây thầy đã làm xong cái bước 1 là xóa hết những khoảng trắng ở đầu chuỗi rồi. Bây giờ thầy đi sang bước 2. Khoảng trắng ở cuối chuỗi thì bây giờ làm sao các em? Cái khoảng trắng ở cuối chuỗi là khoảng trắng nằm ở vị trí nào? S thứ gì? S len trừ 1 đúng không? Đúng không? Cái ký tự nằm ở vị trí cuối chuỗi là ký tự nằm ở vị trí là S len của S trừ 1. Nó là khoảng trắng thì thầy làm gì nó? Ký tự cuối chuỗi mà nó là khoảng trắng thì thầy xóa nó đi, mà thầy xóa ký tự cuối chuỗi tức là thầy làm cho cái chuỗi nó mất ký tự đó đi, thì thầy có phải dồn gì không các em? Không phải dồn, mà chúng ta làm gì? Gán nó bằng gì? Bằng không ha, gán ký tự kết thúc chuỗi vào ngay chỗ đó luôn là nó tự mất. À, như vậy thì chỗ đấy thì sẽ có là thầy sẽ gán lại là S thứ STL len trừ 1 này bằng không. Tức là đè cái ký tự kết thúc chuỗi lên. Thì khi mà thầy đè cái tự kết thúc chuỗi lên chỗ đó là nó mất khoảng trắng chỗ đó, cái chuỗi của thầy nó ngắn lại. À rồi, bây giờ để kiểm tra thì chạy thử lại lần thứ 2. Thầy nhập vào một cái chuỗi có nhiều khoảng trắng đầu và nhiều khoảng trắng ở cuối. Thì cái chuỗi ban đầu của thầy, các em thấy là một loạt khoảng trắng ở đây, một loạt khoảng trắng ở đây. Và sau khi thầy xóa đi rồi thì ký tự N nó nằm sát ở đầu, cái dấu
cái dấu gạch thì nó nằm sát ở đằng sau, như vậy là nó đã mất hết khoảng trắng đầu và mất hết khoảng trắng cuối rồi. Bây giờ chỉ còn cái khúc giữa đó, nó có nhiều khoảng trắng kề nhau, mình xử lý nữa là xong. Được chưa? Như vậy đầu cuối là mình chặt tương đối là nhanh, tương đối là đơn giản, và nó có nhiều thì mình chặt nhiều, nó có ít thì mình chặt ít, do đó là ta dùng hai cái vòng lật quai. Và nhớ là nếu không có thì nó sẽ không chặt, tức là vòng quai đó không chạy lần nào luôn. Đầu chuỗi mà không có khoảng trắng thì khỏi xóa, cuối chuỗi không có khoảng trắng khỏi xóa, đúng không? Vòng quai của chúng ta cái lợi điểm của nó là được ở chỗ đấy. Bây giờ thầy xử lý khúc giữa. Khúc giữa thì khi nào mình xóa em? Khi nào mình xóa? À, như vậy khúc giữa thì lúc này bắt đầu thầy sẽ có ha, for y bằng 0, xin y bằng 1 chứ, y bé hơn str len của s. Thầy sẽ xếp những ký tự mà bản thân nó là khoảng trắng, mà trước nó cũng là khoảng trắng nữa. Như vậy nếu SI bằng 32 và S thứ Y trừ 1 cũng bằng 32 luôn, thì có phải là dư một khoảng trắng không? Nếu trước đó đã có một khoảng trắng rồi mà nó là khoảng trắng nữa thì nó là dư. Nó dư thì thầy xóa nó đi. À, SI là khoảng trắng thừa. Thầy kết luận chỗ này nha. Nó thừa mình mới xóa nha, còn nó một mình nó đứng, nó có một mình nó mà xóa đi là sai á. À, chỉ khi nào hai khoảng trắng kề nhau liên tiếp thì xóa bớt một cái. Nếu xóa xong rồi mà vẫn còn hai cái kề nhau nữa thì chúng ta xóa tiếp nữa. À, như vậy thì chỗ này các em lưu ý là gì? Thầy sẽ làm cái việc là gì? Đầu tiên là thầy sẽ xóa nó đi. Xóa cái ký tự thứ y đi. Thì xóa ký tự thứ y thì thầy lại áp dụng ở trên, thì dùng cái hàm memo ở trên cho nó lẹ. À, thì dời cái vị trí xóa ký tự tại vị trí y, như vậy thì cái chuỗi đích của thầy sẽ là s cộng y. Còn cái chuỗi mà thầy dồn lên nó sẽ là s cộng y cộng 1. Được chưa? Thì dời cái chuỗi đằng sau cái tự y, tức là vị trí y cộng 1, dời lên vị trí thứ y để nó lắp mất cái ký tự ở vị trí y, lúc đó nó đang là khoảng trắng. Cái số ký tự thì sẽ dời đi là bao nhiêu các em? Số ký tự thầy dời đi là bao nhiêu? Cái chỗ này chúng ta phải tính nè. À, bao nhiêu? Str len của s trừ đi y. Cái này chút nữa mà nếu mình kiểm tra mà nó chưa chính xác thì mình sẽ chỉnh lại, cộng 1 trừ 1 gì đó. Tức là cái số ký tự từ vị trí thứ y cộng 1 trở về sau á, nó là bao nhiêu ký tự thì chúng ta phải dời hết lên. Như vậy cái kích thước mà của cái phần chúng ta dời đó là thầy tính là dựa trên chiều dài chuỗi và dựa trên cái vị trí y, đúng không? Nguyên cái chuỗi là cái số ký tự của nó là str len thêm cái tự kết thúc chuỗi nữa là nó là cộng 1. À, giờ thì dời cho nó lên thì cái chỗ này là cái số ký tự thì dời đi nè, có tất cả bao nhiêu ký tự đằng sau thì phải tính chỗ này. Cái công thức đó chưa chắc là đúng đâu, tí nữa mình kiểm tra lại, nếu nó có vấn đề gì mình sẽ điều chỉnh thêm bớt á để cho nó ra đúng chính xác cái số ký tự mình cần dời. Sau khi thầy dời đi như vậy thì lỡ mà nó có 3-4 khoảng trắng kề nhau thì sao các em? Thì thầy phải xét lại cái vị trí cũ để cho nó đừng bị sót, đúng không? Cái này hôm trước xóa mà từ phần tử trong mảng mình đã nói rồi. Như vậy chỗ này thầy phải làm gì các em? Y trừ trừ ha, chỗ này là để thầy tránh sót chỗ này. Còn chỗ này đây là thầy đang xóa ký tự tại vị trí y. Thầy đã xử lý cơ bản cái đoạn ở giữa. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta kiểm tra coi nó có ok không ha. Lưu bài lại thì chạy thử. Thầy nhập nhiều khoảng trắng đầu vào giữa các từ. Có từ thì nhập nhiều khoảng trắng ha. Nhưng cũng có từ thầy nhập một khoảng trắng thôi. Có nghĩa là để ta đảm bảo ví dụ như giữa hai từ này một lát nữa nó có trừ lại đúng một khoảng trắng cho mình hay không, hay là nó xóa luôn, nếu nó xóa luôn là sai. Rồi.
Đó thì các em thấy là cuối cùng cái chuỗi của thầy là nó trở thành như thế này. Tại vì thầy đổi thành chữ hoa xong thầy mới xóa, thành ra nó ra cái chuỗi này nó khác với chuỗi ban đầu ha. Nhưng mà các em cứ so cái chuỗi này với cái chuỗi sau khi thầy đổi chữ hoa đó, chúng ta sẽ thấy nó mất hết những khoảng trắng đầu, nó mất hết các khoảng trắng sau, và giữa những cái từ mà có nhiều khoảng trắng như thế này thì cuối cùng nó rút lại cũng chỉ còn có một khoảng trắng mỗi chỗ thôi. Đó thì đó là cái thao tác mà chúng ta gọi là chuẩn hóa chuỗi. Thì cái thao tác này nó hơi đặc biệt hơn so với những thao tác khác ở cái chỗ là gì, là mình làm thay đổi cái chuỗi ban đầu, có nghĩa là cái chuỗi người ta nhập vào bây giờ nó không còn giống như ban đầu nữa. Đó, thì cái thao tác này nó hơi đặc biệt chút, thầy giới thiệu thêm cho các em.